Đây là cái cặp voi này á, thì kể cho mọi người nghe một cái lịch sử cặp voi này. Đây là cái ngôi cái con voi bằng đồng. Nhưng mà thì đi chơi ca thì đi qua bên casino bên Campuchia á, ở đường Châu Đốc á, đi qua bển chơi thì quýnh bài. Nó cũng vui lắm, tại vì lúc đó là thì đi chơi á, tại vì thì muốn đi chơi là đi chơi cũng như là đi biết người ta buôn bán ở bên đó đó ngay cửa khẩu á. Thì mới đi qua bển, thì mới thấy cặp voi này người ta bán. Mà thì quýnh bài bữa đó là thì ăn được 4.000 đô. Là thì quýnh bài ăn đó nha. Mà lúc đó là thì chưa mở quán đâu. Thì ăn 4.000 đô đó thì về cái ai cũng hù thì hết. Em đi về có tiền nhiều quá chừng người ta giật đó, người ta lấy đó. Cho nên người ta không cho em về đâu, người ta hù thi. Mà lúc đó thì cũng hơi sợ sợ, nó cũng 4 năm rồi đó mọi người, 5-6 năm gì rồi. Thì lúc đó xong bắt đầu cái thì mới chơi cho thua hết. Thì chừa lại có là 500 đô. Đúng 500 đô về mua cặp voi này luôn. 500 đô mà thì mua có một cặp voi này có 7 triệu à, xin lỗi. 7 triệu thôi. Cặp voi này 7 triệu là lúc đó thì thắng được 500 đô bài. Mà thì mua có 7 triệu à. Thì mua ngay chỗ chợ Gò Châu Đốc. Cặp voi tại vì thì nghĩ là nhà thì bán đồ Thái, cho nên là tượng trưng cho là Thái Lan á, cho nên Thái là nó tượng trưng voi. Còn ở đây là cái phong thủy của thi, trước khi mở quán là thi đã mua đầu tiên nhất luôn ở trong nhà là cái này, là cái phong thủy là con ngựa. Con ngựa này là con ngựa giống như là vui may mắn để cho thi có bán được á. Nhưng mà thi chân nó rất là bắt mắt nha, lúc mà thi mới mở quán mà mở đầu tiên nhất luôn á, mở có 10 ngày là thi mua rồi đó, là con ngựa này 2.7 triệu mua tại siêu thị Cây Gõ. Đây là cái lông công, thì lông công thì nó sẽ hợp với phong cách Thái Lan hơn. Hai cái hình tượng này tại vì thi nghĩ á, tại vì thi ở Thái, Lào, Campuchia nhiều rồi, cho nên thi đúc hai cái hình tượng này á, vì thứ nhất là nó sẽ giống một cái phong cách Thái nhiều hơn, để khi mọi người bước vô cái nhà chống lộng chói lỗi à, cho nên thì phải đúc hai cái hình tượng. Mà thật ra lúc đó thì đi Thái thì mua sẵn, nó nhỏ xíu gì à, nó ăn khúc à, nó ăn khúc tới bắp đùi thôi à. Nhưng mà thì chở máy bay về á, nó nát hết trơn luôn, bể hết trơn luôn, đi máy bay á bể hết, về tới nhà nát hết trơn. Cái xong bắt đầu cái thì mấy lúc đó là thì ngủ không được, tự nhiên cái chở bên Thái về ngủ không được mọi người, bể hết, ngủ không được mà bán cũng ế nữa. Cái xong cái thì mới gáp cái đầu với gáp cái mình lại, thì mới kêu thợ ở Việt Nam mình nè, thợ ở Việt Nam mình á, lại coi coi anh có làm được giống gì không. Cái anh làm được cặp này là 20 triệu á mọi người, cặp này á 20 triệu, một người là 10 triệu, nhưng mà tết là thi sang sơn lại là tốn cỡ mấy triệu nữa, sơn gắn mắt lông nheo này nọ giống như thay đổi màu á. Thì làm y chang luôn, làm y chang cái hình tượng nhỏ mà hơi mập thôi, cái này hơi mập tí xíu, nhưng cái khuôn mặt y chang nha mọi người, y chang luôn. Chia sẻ luôn cái hình tượng Chúa Giêsu mà ở trên đây á, thánh gia này á, là thì làm cỡ 6, 7, 8, 9 năm gì rồi. Tại vì thì mướn người Campuchia á, là con của dì vợ lớn ba thi á, vợ của ba thi á, cháu á, cháu của vợ lớn ba thi, thì người ta sẽ khắc á, khắc bằng cái tay á, khắc xong ấy thì cho nó 40 đô làm hình tượng này. Thì tới bây giờ luôn thì làm phép xong thì chưng ở đây luôn. Bây giờ thì đi đâu thì để cái hình này hết, lúc nào thì cũng đốt nhang chưng. Cái màn hình led này á, vì thứ nhất gì nè, thì thấy ai cũng để màn hình led để tự quảng cáo, nhưng mà nhiều khi cái nhà của thi ở bển á, thi không có được dẫn chơi với mọi người trên lầu, thì để cái màn hình này để thi chiếu phim của thi mỗi ngày, giống như là tập phim của thi quay á. Thì thi mua cái màn hình này tổng cộng chỉ giá là 72 triệu cái tiền hình này. Nhưng mà từ ngày qua đây tới giờ hơi nóng quá cho nên thi không mở lên nó hơi nóng. Thì lâu lâu thì cũng mở là giống như thứ bảy chủ nhật gì đó, mở lên để cho mọi người xem chơi. Vừa chạy vô một cái thấy nó cũng hấp dẫn nữa. Cái phong thủy là cái quan trọng nhất nha mọi người nha, khi mua bán phong thủy quan trọng là mọi người có hợp những cái gì đó thì mọi người làm. Còn những tấm hình mà thi tượng trưng á ở đây á, là thi làm theo cái phong cách Thái, là vì thứ nhất là tự mình quảng cáo cho bản thân của mình và tự mình PR cho bản thân của mình. Thì nếu mà mình thấy mình tự tin mình đẹp, mình tự tin mình làm được, thì mình có thể là tự chụp hình mình thấy đẹp, mình tự trưng lên cho bản thân của mình, tự quảng cáo riêng cho bản thân của mình. Thì cái đó là cái thương hiệu của mình riêng. Thi cũng chia sẻ nãy giờ cũng hot này ha. Vì thứ nhất là gì nè, thi á, mỗi ngày á, là thi thích nhộn nhịp. Thi làm những cái gì đó là nó phải nhộn nhịp. Mà đặc biệt mà cái gì càng nhộn nhịp mà càng vui thì mới có sức thi làm nổi. Còn nếu mà thi mở quán ra mà âm u tâm tối nhẹ nhàng buồn rầu thì thi làm không nổi, thì sẽ không mở quán tới ngày hôm nay đâu. Thi nghĩ như vậy. Cho nên những cái gì mà thi trang trí á, thi gắn đèn cho thiệt là nhiều cho nó sáng luôn. Thi thích sáng. Tại vì cái phong thủy, phong cách của thi á, là màu vàng, màu xanh là màu sáng á, màu vàng là ánh nắng mặt trời để chiếu soi cho con người chúng ta có sự phát triển tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn. Giống như là màu vàng là cái màu rực rỡ nhất á, tất cả các cái màu của mọi người. Còn đen với trắng thì không hợp. Thì không có thích đen trắng, giống như xanh nè, vàng nè, cam nè hợp với thi, bởi vì thi chọn những cái gáp á.
xanh vàng, nhưng mà vàng chưa có nha. Rô Việt, Rô Z là có nè. Now Shopee Food nè. Gáp là Thi chuẩn bị nè, Rô Z là chuẩn bị đó. Chuẩn bị làm việc với Thi á. Nhưng mà chắc cũng nhiều công ty chuẩn bị hợp tác với Thi để ship hàng. Thì cho nên là Thi rất là vui. Còn cái tủ lạnh này Thi mua cũng lâu rồi, nhưng mà cái hình con ngựa này người ta mới tặng cho Thi nha. Là anh Bảy bán heo quay tặng cho Thi. Hello, xin chào cả nhà yêu, thân thương, thân mến của Thi hôm nay ạ. À. Thì Thi rất là vui luôn, thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã đang xem chương trình YouTube của Thi mỗi ngày. Ở trên đây tất cả anh chị em mà ví dụ ăn á, mà mình có thể là mình ăn mình không có dĩa, mình có thể lấy dĩa hoặc là mình kêu nhân viên bên Thi lấy giùm. Hoặc là khăn ướt này nè, một cái Thi bán có 2.000 à. Tất cả anh chị em có thể xài khăn ướt nha. Đó, xài khăn ướt cũng được, hoặc là nước chấm bò, nước chấm gà có thể là đem về, mình lấy đem về, mình để bọc đem về. Đó. Còn ớt thì ở đây có ớt cay để cho mọi người cay. Kế tiếp thì cái không gian ở trên đây thì chứa rất là đông khách nha mọi người. Nếu mà Thi nghĩ một bàn là chứa 4 khách thôi, hai bàn là chứa 8 khách. Nhưng mà bàn thì để rất là nhiều luôn, mọi người nhìn thấy không? Đó, rất là đông. Nhưng mà cỡ này mà nhưng mà nó vẫn đông nha mọi người nha. Vẫn đông, vẫn phục vụ mọi người dễ dàng hơn. Nói chung ra mọi người lên cỡ 100 người cũng đủ nữa đây á. Thì cái không gian ở nơi đây thì nó có ai cũng thích ra đây ngồi để có cái cửa sổ. Thì ở đây á, thì thấy ai cũng đến đây hết trơn nha mọi người. Ai cũng ngồi ngay đây hết. Vì cái không gian nơi đây là nó có nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh thì nói chung là bữa nay thì làm sạch sẽ lắm. Thật ra là ở trên lầu này là ok, là nó cũng đẹp rồi, dễ thương, hoành tráng rồi. Thì bây giờ mọi người cứ đến lên đây ăn thì mọi người bưng đồ ăn lên đây ăn thôi, rất là dễ dàng. Thi thì nói chung ra Thi đầu tư, nói chung là thiếu gì Thi đắp cái đó thôi. Chứ thật ra là cũng không có hết cho lắm. Thì mong rằng tất cả anh chị em cũng vui vẻ đến quán nhà Thi ủng hộ vui vẻ nha. Ở nơi đây thì mình rửa tay. Ví dụ mà mọi người có dơ thì mọi người rửa tay mấy cái bồn. Thì bồn nước thì sẽ để trong nhà vệ sinh nam cũng có, nhà vệ sinh nữ cũng có. Và ở đây cũng có bước vô rửa tay ngay đây. Ở đây thì Thi đập cái kiến này ra, Thi sẽ làm một cái màn thì cho gió vô. Còn ở đây thì bàn thờ ông địa bên kia thì đem qua nè. Cũng dễ thương, thì để ở đây. Ví dụ mọi người có uống bia cũng có bia nha. Nước ngọt cũng được, bia cũng được, Thi phục vụ mọi người hết. Nếu mà Thi mở thương hiệu riêng á, mà Thi cho nhân viên bán á, đứng bán mỗi quận á, giống như quận này bán kia vậy đó, thì để cái xe giống gì nào đó, thì đặt cái chiếc xe giống gì nào bán trà tắc thôi. Tại vì thương hiệu của Thi tràn lan hết trơn, cho nên bán trà tắc là được. Lại cái xe này, cho nên Thi thích cái xe này theo kiểu Thái á, cho nên Thi mua cái xe này để trà tắc luôn. Đó. Còn cái tủ mà Thi đang trưng như vậy thì rất là đặc biệt, và Thi đặt người ta làm cho Thi cỡ 10 ngày. Tủ này để chân gà, để bò viên, để gỏi này nọ vô rất là lạnh mát. Và nó sẽ ngon hơn nha mọi người nha, sạch sẽ và ngon hơn. Rất là thích luôn, tủ này mua 43 triệu. Sau đây nãy giờ Thi cũng đã đâm gỏi rồi, và bây giờ Thi sẽ ngồi. Thi sẽ trò chuyện với tất cả anh chị em hết những cái gì mà Thi đang mua và Thi đang làm. Thì nói chung ra thì nhiều khi kể lể nói chuyện nhiều quá thì mọi người nói Thi thế này thế kia. Thì nói chung ra mạng xã hội mà không có nói thì nó không có chuyện để nghe. Thì Thi nghĩ rằng tại vì Thi nghèo quá, Thi sống mưu sinh lâu nay rồi, cho nên nhiều khi Thi nghĩ là tự nhiên cái Thi có, cho nên Thi rất là vui, cho nên Thi thích kể cho mọi người nghe để cho mọi người có động lực quyết liệt hơn nữa. Thì Thi cỡ tuần sau gì nữa, chuyến đi sắp tới thì Thi sẽ đi qua bên nơi Thi sanh đẻ, Thi quay clip cho mọi người xem, một ngày đi một ngày về nha mọi người nha. Thì Thi sẽ đi chơi một ngày đi một ngày về để quay cho tất cả anh chị em xem một cái hành trình du lịch tại Campuchia. Tại vì Thi không dám nghỉ lâu, giống như là lâu lâu rồi nghỉ 2 ngày gì thôi. Nhưng mà Thi vẫn bán nha, nhà Thi nhân viên vẫn phục vụ mọi người, ví dụ Thi có đi. Một cái nữa thì nhiều khi Thi nghèo quá, cho nên Thi nghĩ là tự nhiên Thi có cái Thi vui và Thi làm được nữa, Thi rất là hào hứng và hào sảng. Đó, kiểu như là nó làm cho cái con người Thi giống như là nó khó diễn được lắm. Mình vui mừng á, tại vì những gì mình đang có mà mình không có lo sợ giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa Thi khổ á, Thi nghèo á, Thi ở thành phố này á, Thi lo sợ đó. Tại Thi lo sợ, Thi sợ gì nè, mẹ Thi già rồi bệnh, không có tiền. Và Thi lo sợ một cái nữa là Thi á, không chồng, không con, không cái, không ai thương mình hết. Thì cho nên nhiều khi Thi nghĩ là trong cái giới tính Thi á, thì đi xin việc rất là khó. Với lại Thi cũng không có từng ở Việt Nam được nhiều nữa, Thi cũng không quen biết ai được nhiều nữa. Khi mà Thi vượt qua được những cái sự khó khăn của Thi, thì Thi rất là vui lắm, bởi vì mỗi ngày Thi thích có những câu chuyện để nói. Cho nên mọi người cũng thông cảm, ví dụ mà mọi người không thích á, thì mọi người có thể lướt qua được, hoặc là mọi người không cần comment chửi Thi này nọ. Cho nên nó không có vui cho lắm và hay cho lắm. Thật ra Thi muốn làm cuộc sống này, nói chung ra là Thi còn sống,
Thi còn làm những gì Thi có thể. Ví dụ mà Thi biết những gì đó thì Thi sẽ quay clip trực tiếp cho mọi người xem về cuộc sống hàng ngày. Ví dụ Thi sống ở tại Campuchia đi, thì cái nơi Thi sinh sống và sinh ra và Thi đi học như thế nào. Thì sắp tới, chuyến đi sắp tới này, Thi sẽ khẳng định với mọi người, Thi sẽ quay cho mọi người xem. Tại vì ở trong đầu của Thi á, từ đây tới Tết là Thi đi du lịch nhiều lắm. Thái Lan, Lào, Campuchia này nọ người ta mở cửa hết trơn rồi, cho nên Thi rất là vui để Thi đi những cái nơi mà Thi đi đang sinh sống ngày xưa đó. Thi làm việc á thì Thi sẽ quay cho mọi người xem về lịch sử cuộc sống, từ khi bán chè, bán dịch lộn, bán bánh. Thi thích quay cho mọi người xem để cho nó vui hơn, cho nó hay hơn. Ví dụ mọi người đến ủng hộ Thi là Thi thấy vui đó. Ví dụ Thi làm ca sĩ, diễn viên đi, Thi phải cần đi hát, Thi phải cần bán vé để mọi người vô xem, để mọi người mua vé để ủng hộ Thi, để có tiền, để có sự phát triển. Thi làm giống như là ca lẻ, cho nên mọi người đến ăn họ gọi ủng hộ Thi, Thi hát không hay và Thi cũng cố gắng để phục vụ mọi người, để cho mọi người vui hơn, để cho mọi người có những cái gì đó để nghe nó hay hơn này nọ. Bởi vì Thi thích làm những gì cho người ta vui, cái Thi vui theo. Cái Thi thấy người ta vui xong cái Thi càng làm nữa, cái người ta vui nữa, cái mình càng mừng. Mình vui á, mình vui cái người ta cũng vui, cái người ta có động lực, mình có sức lực, cái người ta làm việc mỗi ngày, cái người ta thấy người ta hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc theo. Thật ra là Thi có giàu đi chăng nữa, Thi có thành đại gia đi chăng nữa, Thi thấy ai làm được Thi mừng lắm. Tại vì Thi muốn cho ai cũng đều làm được hết. Cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ suốt thời gian vừa qua trong 3 năm 8 tháng nay thì Thi rất là vui. Và nếu mà mọi người ủng hộ Thi nữa thì Thi cũng gắng cố gắng hết sức để phục vụ tất cả anh chị em. Mọi người có thể đừng có buồn những lời nói của Thi, vì nhiều khi Thi nói chuyện không có cho hay lắm. Thi để Thi quay trực tiếp ở cái nơi trường học Thi học ngày xưa, học lớp 1 á, để Thi đi qua bển Thi quay cho mọi người xem. Nhưng mà cái trường đó bây giờ là nó thành cái nhà quan rồi, là người ta không có sang sửa gì hết, để không gì hết từ đó tới giờ luôn, cái nhà nhỏ vậy đó mọi người. Thì cho nên là quay một cái kỷ niệm, một ký ức của Thi hành trình sống tại Campuchia, học tập tại Campuchia ngày xưa, và còn hành trình ở Thái Lan và Lào là đợt sau nha. Thì Campuchia Thi đi sớm hơn tại vì nó gần bên, thì Thi có thể là Thi đi qua bên Campuchia. Thi con có gì Thi với bển á, thì tính mua đồ về đây bán, giống như là có nhiều thứ để Thi kinh doanh, thì tới lúc đó có mặt hàng gì Thi kinh doanh được thì Thi đem về bán. Thi cũng muốn nhiều thứ bán đó mọi người, những cái gì lạ lạ. Giờ sau đây thì nãy giờ Thi cũng chia sẻ rất là nhiều thứ rồi, Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ quán gỗ nhà Thi suốt thời gian vừa qua. Mong rằng tất cả anh chị em xem vui vẻ và đừng có chửi gì Thi nữa, hoặc là mọi người có thể góp ý Thi khi mà đến quán nhà Thi có gì đó không hay cho lắm thì mọi người có thể góp ý những điều tốt cho Thi. Thi sẽ lấy những lời tốt đó để Thi thay đổi, để có cuộc sống vui hơn và phát triển nhiều hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào clip ngày mai.